Hi, xin chào mấy ông quay trở lại với video của tôi. Thì hôm trước mình mới mua cái Rainmaker, thì nước giá nó khá là đắt. Với lại, nhưng mà được cái là sát thương nó rất là cao. Với nó chỉ có hiệu quả trong vài ngày. Giờ thì mình sẽ dùng Rainmaker để đánh Doctor T. Và chỉ cần một cái này nữa thôi là mình có thể quất lên cấp cấp mới rồi, và mình có thể xây cái headquarter. Thì mình sẽ tấn công Doctor T. Ôi, tầm bắn nó còn xa hơn cả Boom Cannon. Phải thật. Mình không nghĩ nó hiệu quả hơn tăng bình thường. Tại vì nó bắn khá là chậm. Suýt nữa là nó bị hấp bởi boom cannon rồi. Ok, này không có bung cơ nông. Mình súng máy cấp 21. Thì mình không nghĩ nó có thể bắn xa như Remaker của mình. Remaker tầm bắn nó khá là xa, thậm chí còn xa hơn cả boom canon nếu đứng ở vị trí đúng. Là kiểu như con này à, nếu đứng vị trí không đúng thì nó sẽ bị bắn bởi boom canon. Đây, nó khoái tiến lên lắm bạn ơi. Những cái con này rất là dễ bị mất tập trung, giống như là Heavy với lại Scorcher và những cái con kiểu như là Grenadier. Mình sắp rất là ghét những con trước mắt tập trung, nhưng mà loại này mình đã bỏ tiền ra mua, mình phải sử dụng. God dang it. Nó có boom cà rồng. Không sao, nó tốt đằng này, mình không so. Ok, mình sẽ bắn. Ok, bông cá nông nó bị bắn. Ok, ở đây có một cái mình nổ. Bùm. Bùm, vãi thật. Nhiều súng cối quá. Chắc đội hình này dùng để triệt tiêu những cái đội quân có nhiều như Rifleman hoặc Zuka, bởi vì ổng lắp quá nhiều súng cối. Súng cối thì tầm bắn nó cũng khá là xa, nhưng nó vẫn không lại Remaker. Không có thứ gì có khả năng bắn xa như, không có con trước nào có thể bắn xa như Remaker. Remaker là con trước bắn xa nhất trong Boom Beat.
Ok. No, no, ok. Còn một phút mấy thôi à. Vì với cái lượng tài nguyên này mình có thể xây căn cứ headquarter của mình lên cấp độ lớn. Oh my god. Flamethrower. Kinh vãi, nó đặt ngà nguy hiểm vãi. Ok, mình sẽ cho cái này lượng hết đi. Cho nó lượng hết những cái vũ khí. Từ từ thôi mấy cưng, từ từ thôi mấy con, từ từ thôi mấy con. Ừ đúng rồi mấy con, mấy con ngoan lắm. Fuck god dang it. Ok, 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 ok. Ok mấy con. Cái nào trong cái vũ khí nào trong map này nó cũng có tầm bắn ngắn hơn trừ cái rocket thôi. Vãi thật. Nó bố tượng gì kinh vãi. Vãi, nó bố tượng gì mà cái tượng phòng thủ của nó kinh vãi thật. Dr. T rất là thích những cái tượng như thế này. Oh my god. 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 Hết mà màn này không có boom canon. Oh god. Mà nếu có cũng không sao tại vì chỉ có những cái con troop mà nó bị lỗi thì nó mới tiến gần lại. Tại vì những con troop này rất là hay mất tập trung. Mấy ông sử dụng Grenadier, mấy ông cũng biết Grenadier thì nó hay chọi lung tung. Nó hay chọi lựu đạn lung tung ấy. Những con Grenadier mình xài nó rất là tức. Giá của nó tương đương với xe tăng. Máu thì rất là yếu, sát thương cao. Nhưng mỗi tội là nó điều khiển nó rất là khó. Nó ném mìn lung tung. Oh god. Chỉ còn có 2 phút mấy thôi à, 1 phút mấy thôi sao mà ăn được cái này đây. Oh god. Oh god dang it. Oh, the flare. Tôi phải flare vào đây. Oh god này nhít. Oh god, thời gian sắp hết. Oh god, tôi sẽ thắng. I win, I win. Wow, wow, wow. Yeah. Màn 4 đã bị triệt hạ. Ok. Tài nguyên khá là nhiều. Oh. What? Oh mì gói. Có gì đó sai sai. Quái. À mà thôi. Tạm biệt với ông và hẹn gặp lại mấy ông trong những clip lần sau. Tôi là God of the Friendship. Bye. A few moments later. Ôi rồi ơi. Khó khăn vãi đặng. Phá 2 lần mới nát. Không lần nào bị mất quân cả. Nhưng mà thời gian ấy. Mấy ông coi thời gian ấy.
Tôi sẽ tua nhanh. Đấy, tôi sẽ nhả quân. Oh my god. Phải thật. Nó còn lâu hơn cả thời gian edit video. Đây, tôi sẽ qua bên đây và tôi sẽ thả quân. Xuyết hết thời gian thì cũng thắng luôn rồi. Đấy, tôi cứ làm như thế. Có chú flare, rồi bắn flare, rồi bắn gì thôi à. Đó, cái súng cối này nó lọt cái tầm bắn rồi. Oh god dang it. Đây, rất là lâu. Đây này, chỉ còn 30 giây cuối cùng mà thôi mà tôi thắng em ơi. Trời ơi, tôi tưởng tôi thua cơ chứ. Oh my god. Đây, nó cứ bắn liên tục vào những thứ khác chứ nó không có tập trung bắn vào thứ. Tôi phải flare đủ thứ rồi nó mới bắn. Nhất còn chút xíu máu rồi tôi nghĩ là tôi sẽ thua, nhưng mà cuối cùng nó bắn nhát cuối cùng mà tôi thắng rồi. Đây. Ở tạm biệt cho mấy ông. Hẹn gặp lại trên những clip lần sau.